Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ triển khai nhiều mô hình giải pháp tạo điều kiện để phụ nữ người dân tộc phát triển kinh tế gia đình. Tại xã Bình Giã, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức vừa triển khai thí điểm mô hình tổ phụ nữ hợp tác nuôi bò sinh sản. Mô hình này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Chị Lý Thị Nga, người dân tộc Dơ Rò, thuộc diện hộ khó khăn của ấp Kim Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức. Để giúp chị có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống, Hội Phụ nữ địa phương đã tín chấp với ngân hàng chính sách cho chị vay hơn 30 triệu đồng mua 2 con bò về nuôi. Đến tháng 3 năm nay, hội vận động chị tham gia vào tổ hợp tác nuôi bò sinh sản do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai. Nhờ đó, chị Nga được các tổ viên khác chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để chăm sóc bò tốt hơn. Mà tham gia về bên tổ hợp tác phụ nữ thì em về phát triển về kinh tế bên nuôi sinh sản bò, em rất có lợi ích rất nhiều. Thì chị em có đi họp rồi chia sẻ với nhau để rút kinh nghiệm về kinh tế phát triển. Xã Bình Giã, huyện Châu Đức hiện có khoảng 41 hộ gia đình hội viên phụ nữ người dân tộc Châu Ro, trong đó đa phần đều khó khăn. Để hỗ trợ hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, tháng 3 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập tổ hợp tác nuôi bò sinh sản và chọn ấp Kim Bình thực hiện thí điểm với 5 tổ viên. Tham gia vào tổ hợp tác, hội viên được Hội Phụ nữ tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách, quỹ khởi nghiệp từ 15 đến 20 triệu đồng để đầu tư nuôi bò. Bên cạnh đó, hội viên còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Khi tham gia vào đây thì tôi cũng có học hỏi những điều bổ ích trên riêng bản thân tôi và cũng bên chi hội, bên các phụ nữ huyện tỉnh đã cũng có giúp đỡ những sự quan tâm về vốn cho gia đình, rồi có tập kỹ năng nuôi bò sinh sản. Sắp tới sẽ tiếp tục khảo sát đối với những cái hội viên phụ nữ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn mà có nhu cầu về phát triển chăn nuôi dê hoặc bò gì đó, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm nguồn vốn để vừa là tạo thêm có được đông đủ cái thành viên trong cái tổ hợp tác, đồng thời là cũng sẽ giúp cho các chị có được cái điều kiện để tiếp cận với các cái nguồn lực để các chị phát triển kinh tế được tốt hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức cũng tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để xây dựng thêm nhiều mô hình sinh kế, giúp hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, khảo sát, hỗ trợ cho các hộ có nhu cầu vay vốn. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, vận động khuyến khích, hỗ trợ hội viên phụ nữ, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế theo hướng bền vững.